Xin chào quý anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota. Hôm nay thì bên em vừa mới về một chiếc xe Toyota Vios phiên bản 2023 và một dàn xe 2023 đủ các phiên bản từ bản G, bản E số tự động và E số sàn. Thì trước mắt chúng ta đây là bản E, bản G số tự động, bản cao cấp nhất. Thì cái form dáng đã thay đổi, cái mặt ca lăng đã khác hoàn toàn. Logo đã được sử dụng logo 3D và đồng nghĩa là sẽ có chức năng Toyota Safety Sense ở trong gói của Vios này. Ngoài ra thì mặt ca lăng thay đổi theo phong cách ngôn ngữ ca lăng mở rộng giống như xe Camry và Altis. Ngoài ra thì cũng có một cái giải mạ chrome ở đây để phân biệt so với phiên bản E số sàn và số tự động. Một cái khác biệt nữa là cái cụm đèn đã được thay đổi là cụm đèn bi LED pha và cốt chung bóng. Đèn halogen thì vẫn là đèn sương mù thì vẫn là đèn LED ở phía bên dưới. 6 cảm biến. Ngoài ra một thay đổi nữa ở phần thân xe đó là cái mặt cái la răng đã thay đổi. Kích thước thì vẫn 15 inch, tuy nhiên là cái trang trí đã khác nhau. Cái phay này nó chỉ còn là 5 chấu thôi, 5 chấu đơn. Ở phần đuôi xe, tay nắm vẫn mạ chrome. Ngoài ra thì một số cái thông tin khác nữa là trong cái phần nội thất đã thay đổi, thì là màn hình 9 inch, màn hình dạng nổi. Còn ghế nội thất chúng ta thấy ở đây đã được sử dụng là nội thất da màu đen. Phần đuôi xe thì không thay đổi nhiều. Ngoài cái cụm thêm một cái cụm nhựa đen bên dưới để thêm cái chi tiết thể thao hơn. Bên cạnh chúng ta đây thì để anh chị dễ so sánh thì đây là phần đuôi của bản G 2022. Còn đây sẽ là bản G của 2023. Và em lên video này thứ nhất để giới thiệu cho anh chị về bản G 2023 mới để so sánh với 2022. Để anh chị so sánh xem là mình nên lấy bản nào thời điểm hiện tại. Hiện tại thì bên em vẫn còn là 2022 và 2023. Anh chị lựa chọn sớm, không thì sắp tới thì 2023 nó cũng 2022 thì sẽ hết rồi. Và chỉ còn 2023 thôi, nó không còn nhiều sự lựa chọn nữa. Thì phân khúc giá của hai xe thì xem như nhau, không khác biệt nhiều. Tuy nhiên là phiên bản mới được cập nhật thêm rất nhiều tính năng, đèn này, Toyota Safety Sense này, ngoại hình có mặt ca lăng thay đổi, có màn hình lên 9 inch, có la răng thay đổi. Còn đây chúng ta sẽ xem thêm một lượt là cái bản 2022 nó sẽ như thế nào. Phải 2022 đây thì sẽ dùng la răng dạng chấu kép như thế này. Còn phần đầu xe hình theo dạng hình thang và cụm đèn sẽ là cụm đèn LED chia khoang của bản 2022. Và em sẽ đi lại một lượt nữa. Về phần ghế thì vẫn được dùng ghế đục lỗ. Còn về cái cụm điều hòa cũng vô lăng thì giống nhau. Còn đây là phiên bản 2023 của chúng ta. Phân khúc giá như nhau, đều khoảng dưới 600 triệu. Thì hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu nhanh như vậy. Anh chị nào còn em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe Vios, các phiên bản E số sàn, E số tự động hay là bản G, bản 2022, 2023 thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.